Kính chào quý bà con nông dân, tôi là Lê Thanh Liêm, là chuyên viên nông học của công ty phân bón Yara. Thì bà con mình cũng biết, trong vòng khoảng 5 năm trở lại đây, cây sầu riêng là một loại cây ăn trái mang lại cái lợi nhuận kinh tế khá là cao cho bà con nông dân của mình. Đối với nông dân thì để cho cây sầu riêng của mình ra trái và thu hoạch ngay cái thời điểm mà giá nó cao và ổn định thì bà con mình thường hay áp dụng cái kỹ thuật là xử lý ra hoa nghịch vụ để cho cây ra trái theo cái thời điểm mình mong muốn. Vì trong cái kỹ thuật xử lý ra hoa nghịch vụ, chúng ta sẽ áp dụng cái việc là phủ gốc bằng ni lông để tạo điều kiện khô hạn và kết hợp với phun cái hóa chất để mà kích thích cho cây ra hoa. Vậy thì cái câu hỏi ở đây là mình nên phủ ni lông trước hay là mình nên phun hóa chất trước để mà đạt kết quả tốt cho cái cây của mình? Thì xin mời bà con mình theo dõi tôi. Đây là vườn sầu riêng đã phủ ni lông để xử lý ra hoa nghịch vụ. Thì bà con cũng thấy là nếu như mà chúng ta không phủ cái lớp ni lông này mà chúng ta tiến hành là mình phun cái hóa chất để mà kích thích ra hoa thì cái hóa chất ở trên lá nó bị dư, nó sẽ rơi trực tiếp xuống cái mặt đất này và được cái rễ cây nó thấm hút thêm. Thì như vậy thì cái tác dụng của hóa chất kích thích nó sẽ được tăng lên và tỷ lệ ra hoa của cây mình nó cũng cao. Tuy nhiên cái hóa chất này nó sẽ ảnh hưởng không có tốt đến rễ và nó làm chết đi cái rễ non của mình. Và đặc biệt là nếu như mà vườn nào bà con mình xử lý liên tục qua nhiều năm thì cái ảnh hưởng của nó sẽ càng nhiều hơn. Cho nên bà con có thể áp dụng là phun thuốc kích thích trước khi tủ ni lông đối với những cái vườn mà cây nó có mang cái sức khỏe quá tốt và cần cái hiệu ứng tốt cao của cái hóa chất kích thích. Còn nếu như những cái vườn nào mà cây nó có cái sức khỏe trung bình thôi thì bà con nên phủ ni lông trước và mình phun kích thích sau thì nó sẽ đỡ ảnh hưởng đến cái cây của mình. Và lưu ý là bà con mình nên hạn chế mình xử lý ra hoa nghịch vụ qua nhiều năm để tránh cây của mình nó xảy ra cái hiện tượng là sau khi mình xử lý xong, cây mang trái xong thì nó có hiện tượng là chết cành hoặc là cây của mình nó khó hồi phục sau khi thu hoạch. Xin cảm ơn bà con, chúc bà con thành công trong cái kỹ thuật xử lý ra hoa trên vườn của mình.